vua đường trường Godwin mạnh mẽ trên những cung đường dài. Động cơ 1.800 phân khối cùng thiết kế yên xe ngồi thoải mái khiến chiếc xe luôn được những người sử dụng đường trường lựa chọn. Đình làng năm 1975, nhờ trang bị động cơ cỡ lớn, trang bị giải trí phong phú nên Goldwing được mệnh danh là limousine hai bánh. Goldwing có kiểu dáng khá đồ sộ, khỏe khoắn, đầy ấn tượng. Nó trở thành đích ngắm của nhiều người mê xe, đặc biệt là những tay lái chịu trách nhiệm mở đường, dẫn đoàn cho những cung đường dài xuyên Việt. Hà Trung An rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Quý vị thân mến, mỗi chương trình của Chuyện Đó Chuyện Đây sẽ đem đến cho quý vị một chủ đề thật là thú vị và hấp dẫn. Dạ, nhìn bối cảnh xung quanh thì chắc hẳn quý vị khán giả đã biết Lê Bela và Hà Trung An sắp đưa quý vị đến điều gì thú vị rồi đúng không nào? Vâng, xin chào đón câu lạc bộ mô tô Goldwing phía Nam và đồng đội. Wow, quý vị thấy sao ạ? Chưa bao giờ chúng ta tận mắt chứng kiến một số lượng xe mô tô khủng như thế này. Và ngày hôm nay thì chỉ có đến với câu lạc bộ Goldwing phía Nam và đồng đội thì chúng ta mới được chứng kiến một số lượng mô tô như thế, đúng không anh Kiệt? À đúng rồi. Và để anh sẽ giới thiệu cho Quang về những anh em chơi trong câu lạc bộ và những dòng xe trong câu lạc bộ. Và xin giới thiệu quý vị khán giả, đây là anh Kiệt, người đại diện cũng như là phụ trách câu lạc bộ mô tô Goldwing phía Nam và đồng đội. Và bây giờ thì chúng ta xin nhờ anh Kiệt, chúng ta sẽ đi giống như là hướng dẫn viên đi, giúp cho quý vị khán giả cũng như Hà Chí Quang khám phá từng chiếc mô tô trong câu lạc bộ mình. Anh Kiệt thân mến, anh có biết là trong câu lạc bộ mình hiện tại có bao nhiêu chiếc mô tô tham gia không ạ? Khoảng 5-60 xe. 5-60 xe. Và dòng xe là mỗi chủ nhân của chiếc xe sẽ là phụ trách một cái mảng gì đó ở trong câu lạc bộ mình ạ? Giống như anh em tụ tập lại để chơi với nhau và sẽ có những cái chuyến thiện nguyện gắn kết cái đam mê với nhau. Dạ, và bây giờ thì chú Quang hỏi chiếc đầu tiên ạ. Anh ơi, mình tham gia câu lạc bộ mình được bao lâu rồi ạ? Mình cũng thành viên mới thôi, mới vào khoảng được 2 tháng thôi. Nhưng mà mình sở hữu chiếc xe mô tô như thế này là bao lâu? Mình chơi nhiều dòng xe lắm, trong Goldwing mới trải nghiệm khoảng 2 tháng mới tham gia hội của... Tham gia hội là mình mua luôn chiếc xe mới. Đúng rồi. Rồi anh đầu tư quá. Rồi trước đó mình chơi những dòng xe gì ạ? Chơi Harley. Harley. Thium, nói chung các dòng mình trải nghiệm chút kia đó. Dạ, và đến với câu lạc bộ mình thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Khi mình tham gia hội nhóm như thế này? Thì thấy anh em rất là vui. Các hoạt động có những cuộc trải nghiệm rất là vui, đồng thời kết hợp những thiện nguyện nhóm của Kiệt rất là vui. Dạ. Anh Kiệt, chắc là mình đi qua xe thứ hai ha. Dạ đây. Dạ em chào anh. Chào em. Anh tên là anh Hùng. Dạ anh Hùng. Goldwing này nói chung là anh em và đồng đội xe mượn ké thôi. Mượn ké. Cùng kết nối và giao lưu với anh em. Chứ anh thì anh dùng Honda. Dạ, Honda. Thì anh thấy cùng anh em đi thiện nguyện là chủ yếu. Dạ. Sẵn việc đó là đi chơi luôn. Đi chơi luôn. Mình cảm thấy là mình thu hút rất nhiều ánh nhìn khi mà một đội nhóm của mình xuất hiện với 50-60 chiếc mô tô mà. Bây mô tô khủng chứ không phải là mô tô bình thường nữa. Anh có cảm thấy là tự hào khi mình được tham gia hội nhóm này không ạ? Dạ. Yeah. Yeah. Dạ, xin cảm ơn anh. Và đây, wow, một cặp luôn, chào anh chị. Hello, dạ, chào em. Dạ, chào anh, chào chị. Mình tham gia đội nhóm được lâu chưa? Từ ngày chơi xe thì lâu, nhưng mà cái hội Goldwing này từ ngày thành lập thì mình đã tham gia rồi. Dạ, từ ngày thành lập là bao lâu rồi ạ? Này cũng được một năm. Một năm, dạ. Khi mà tham gia đây thì, chiếc xe này em thấy mới quá anh. Cái này là Goldwing 2018. Goldwing 2018. Dạ, 2018 là chiếc mới. Chưa, còn ra đời 19 nữa, bắt đầu 20 là nó cũng là 19 luôn. Dạ. Là mình chủ yếu trong câu lạc bộ mình là Goldwing là Goldwing là chính. Chủ yếu dạ. Còn ví dụ cái dòng ngoài là anh em đi theo hỗ trợ. Dạ. Còn là Goldwing khoảng chừng 5-60 xe. Những chiếc xe này hoàn toàn là để nhập khẩu về đây hay là bán tại thị trường Việt Nam ạ? Đã có xe chính hãng rồi em, cái này nó đã có xe chính hãng ở đây rồi. Dạ. Em thấy lạ nghe, chồng mình đi mô tô mà vợ đi theo là giám sát hay sao chị? Không có, mình đi theo mình ủng hộ phong trào vậy thôi. Ủng hộ phong trào rồi chị có cổ động cho tinh thần của các anh em không ạ? Có. Dạ có. Đây là đồng hành á, đi đâu cũng chở ba đi theo á. Dạ, không đi đâu được đâu, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình đến với chiếc tiếp theo.
Wow, chiếc này thì Hà Chí Quang thấy là một cái màu xanh. Màu này là do mình thích, mình đặt cho hãng sơn riêng cho mình hay là màu chính hãng luôn ạ? Chiếc này là màu chính hãng. Dạ. Màu xanh chính hãng. Dạ. Và khi mà mình tham gia hội nhóm như thế này, mình cảm nhận điều gì ở Goldwin phía Nam và đồng đội ạ? Chúng tôi là những người thích tốc độ. Dạ. Cho nên các anh biết là Goldwin này là 1.800 phân khối. Cho nên khi ra đường chúng tôi chạy thì phải nói là rất là đẹp. Mà nếu mà các anh xem trên thế giới thì Goldwin là một cái dòng xe rất đẹp và rất là quý phái. Dạ. Cho nên là chúng tôi rất hạnh diện được chơi trong cái câu lạc bộ mô tô Goldwin và đồng đội này. Và câu lạc bộ của mình khi mà đi ra đường, đặc biệt là diễu hành trên đường phố, thì mình sẽ có bài bản, mình có tập luyện trước hay là mình sẽ đi theo một cái cách ngẫu hứng của mình? Chúng tôi đi theo một cái bố cục mà do trưởng nhóm sẽ phát quả ra cái bố cục đấy, và chúng tôi đi làm sao cho cái đội hình thật đẹp. Dạ. Để chúng tôi vừa thích đẹp và vừa thích tốc độ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, chào anh. Cái chiếc này nó to quá, em chui qua không được luôn. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Anh ơi, khi mà mình tham gia câu lạc bộ Goldwin phía Nam và đồng đội như thế này thì mình đã trải qua bao nhiêu đời xe rồi ạ? Anh đã từng qua đi Harley. Dạ. Cũng đi Honda nhưng mà cái loại 750 phân khối thôi. Dạ. Nhưng mà từ năm 2012 đến bây giờ thì anh mua chiếc xe này. Và cũng là đam mê, anh nghĩ rằng chắc khó lòng mà thay đổi cái xe khác vì không, cái tính ưu việt của cái xe này nó rất là hay. Yeah. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cũng như mọi người biết ấy, nếu sử dụng cái dòng xe này á, mức độ an toàn và nếu đi đường trường, đi đường xa vài nghìn km, thậm chí đi hàng 7-8 nghìn km thì vẫn người vẫn bình thường. Nói chung đi một cái tour về thì mình không cảm thấy mệt như những cái dòng xe khác. Và cái mục đích mà mình tham gia vô đội nhóm câu lạc bộ mô tô Goldwin phía Nam và đồng đội này thì nhằm mục đích gì ạ? Anh chỉ thỏa mãn cái đam mê thôi. Nhưng riêng cái đam mê thì vì chơi cái dòng xe này bọn anh cũng thường nhắc nhở nhau, tại vì bọn anh cũng có tuổi rồi. Rồi trên dưới 60 hết rồi. Nhưng mà còn những một số các anh em khác thì trẻ hơn, nhưng mà quan điểm của bọn anh chơi ấy là an toàn đầu tiên. Sau mới đến tốc độ. Tất cả các cuộc chơi đều phải là an toàn đầu tiên đã. Nếu như không an toàn bọn anh không bao giờ chạy, và chạy thì không bao giờ bỏ bạn. Ví dụ người mà chạy chậm hoặc mới chạy ấy, thì bọn anh vẫn phải đi sau và đưa anh em về đến đích. Đấy là cái quan điểm chơi bọn anh. Nên tại sao ấy là bên Goldwin và đồng đội phía Nam tụ họp được nhiều anh em là vì cái quan điểm chơi và cái cách chơi là nó hoàn toàn đồng đội. Dạ, xin cảm ơn anh. Và một chiếc xe nữa đã. Dạ, chào anh. Xin chào. Và thì em thấy từ nãy giờ em phỏng vấn tất cả các anh có mô tô kia thì đều thấy là Goldwin phía Nam và đồng đội đều là có tinh thần đồng đội và thỏa được cái lòng đam mê của mình. Vậy còn anh ạ, ngoài cái lòng đam mê thì anh gia nhập đội nhóm này với mục đích gì? Thứ nhất là về mô tô. Mô tô là tinh thần đồng đội. Và nếu mà đi chơi một mình thì sẽ không có được vui. Nên mình phải đi chơi thiệt là nhiều người mới vui. Nên đó là đồng đội. Anh có nghĩ là khi mà mọi người, với ánh nhìn của mọi người, rất nhiều người đặt cái dấu chấm hỏi là tại sao lại mua mô tô chỉ gây ồn ào, mô tô gây cản trở. Khi mà đi chơi thì người ta không nghĩ tới cái chữ mưu lợi mà người ta thiên về cái đam mê. Và cái đam mê là cái tất cả. Và để mình khỏa lấp đi những cái ý nghĩ tiêu cực đó thì mình làm gì với đội hình mô tô Goldwin phía Nam và đồng đội của mình ạ? Chính vì vậy nên khi tụi anh ra đường, tụi anh mới muốn có một cái đội hình đẹp. Và một cái cách đi an toàn để khi mà mọi người nhìn vô không có ác cảm với xe mô tô. Với lại là cái dòng mà tụi anh chơi ấy, gần như ra đường nó không có gây phản cảm, nó không có ồn ào lắm. Mà chủ yếu là tụi anh muốn có một cái đội hình chạy nó thật là đẹp. Xin cảm ơn và chúc cho các anh là có nhiều sức khỏe hơn để tiếp tục và mình tham gia vô đội nhóm mình. Và ngày càng có nhiều cái đường đi đẹp hơn ha. Ồ, chiếc xe này rất là độc đáo đúng không quý vị? Anh ơi, chiếc xe này em thấy là có chữ là Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao. Vâng, cái chơi ý nghĩa của chiếc xe này là gì ạ? Ý nghĩa này, liên đoàn này là tập trung giữa anh em chơi môn thể thao, kết nối yêu thương, tụ nhóm lại để đi khắp mọi miền đất nước, chủ yếu là đam mê, có thứ tự để giữ nề nếp. Xuất thân là mình trong một đội nhóm của các quận, nằm trong cái cơ chế của quận. Đây là từ hồi tham gia cái hội mô tô quân đồng đội này á, thì có làm một khuất phấn khích lên để cho anh em đam mê, si mê nhiều hơn, giữ một cái tình kết nối yêu thương. Và em còn cảm nhận được cái tình và cái sự đam mê của các anh gắn kết khi mà tinh thần đồng đội giữ chặt đến ngày hôm nay. Xe này là xe độc nhất của đội là Can Nam, xe của Minh. Anh Huỳnh Tuấn Minh.
Dạ. À, chào em. Dạ. À, quý vị thấy sao ạ? Đây là chiếc xe mà anh Kiệt mới nói là chiếc độc nhất. Chiếc Can Nam, chiếc ba bánh. Dạ. Nhất của đội là chiếc này là không có nhập nguyên ba bánh, vậy không có chế độ hết. Dạ. Để mua được cái xe này thì nói chung là cũng là cái duyên thôi. Anh đam mê rất là nhiều dòng xe, kể cả bên Goldwyn cũng vậy. Goldwyn là nếu như nói hôm nay, tại hôm nay là đi cái chương trình nó lớn, anh thử là anh đi ba bánh. Dạ. Còn nếu mà Goldwyn là anh có một chiếc xe đầu tiên của Việt Nam, anh là người đăng ký chiếc xe đầu tiên. Dạ. À, chiếc nhập đầu tiên của Goldwyn Việt Nam là anh là người sở hữu. Dạ. Đó, bây giờ anh gia nhập câu lạc bộ Goldwyn là sao? Anh em toàn là thân với nhau không mà đi hú với nhau là đi. Kiểu như là nó tự nhiên không cần nói với nhau đã hiểu ý nhau rồi. Dạ. Đầu tiên là mình thỏa lòng đam mê của đúng mình, rồi. Tinh thần đồng đội của mình là đặt tiêu chí đầu tiên. Đúng rồi. Đó. Và nhưng mà cái Goldwyn em thấy câu lạc bộ mô tô Goldwyn phía nào của mình là đều có một cái chương trình từ thiện gì đó. À đúng rồi. Thì tất cả các anh đều tham gia hết rồi. Cái chương trình thế này là riêng cứ Goldwyn đồng đội á thì không cần phải vận động. Là anh em là tương thân tương hỗ với nhau. Dạ. Thế mà chỉ cần lên lớp cái là anh em tự vô thôi. Ví dụ có chương trình là hoàn cảnh này hay là xây cầu kia gì vậy là anh em là tự nguyện là tất cả mọi người đóng góp với nhau thôi. Có một số những cái mạnh thường quân người ta cũng chơi chung rồi đó thì người ta cũng chung tay với lại mình đi làm những cái công tác như từ thiện. Hiện Honda Goldwyn 1800 phân khối vẫn được các câu lạc bộ đội nhóm trong nước lựa chọn là những chiếc xe dẫn đầu trong các đoàn đua diễu hành bởi vóc dáng đồ sộ, đẹp mắt cùng động cơ mạnh mẽ. Trong đó, tại Bình Dương, câu lạc bộ Goldwyn phía Nam và đồng đội là một sân chơi của những anh em mê tốc độ và sở hữu những chiếc Goldwyn độc và hiếm. Ngoài đam mê tốc độ, Goldwyn phía Nam và đồng đội còn có nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa dành cho cộng đồng. Các anh em thường được giao nhiệm vụ dẫn đoàn trong các chương trình thể thao, hỗ trợ các chuyến đi cho các nguyên thủ quốc gia, bảo vệ lộ trình đoàn đua. Bên cạnh đó là để thỏa mãn những đam mê tốc độ, chinh phục những cung đường dài trên khắp cả nước. Để nhiệm vụ được hoàn thành tốt thì các anh em trong câu lạc bộ sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tập dượt và lên kế hoạch chi tiết ở những cung đường nào đoàn sẽ đi, những đoạn đường nào khó, hẹp, nhiều xe tải. Đều được thông tin để anh em dẫn đoàn có thể có một chuyến đi an toàn và thành công. Sau buổi họp về lộ trình di chuyển, các thành viên bắt đầu tập trung chuẩn bị cho xe. Mỗi chiếc xe đều phải chuẩn bị kỹ càng trước khi tham gia bảo vệ những giải đấu. Từ chuẩn bị cột cờ, dán logo đến phân chia nhiệm vụ, thứ tự từng xe đi trong đoàn. Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để sở hữu một chiếc xe máy, nhưng xem ra để duy trì niềm đam mê với chiếc xe không phải là điều dễ dàng. Một năm có tới gần chục giải lớn nhỏ cần sự hộ tống của đoàn xe Goldwyn. Mỗi giải diễn ra cũng lên tới 4-5 ngày liên tục. Khó mà tưởng tượng những giám đốc, những nhà quản lý doanh nghiệp làm việc trong điều hòa cả ngày lại đi hàng trăm km dưới nắng nóng, ăn uống kham khổ như vậy để hoàn thành nhiệm vụ. Có nghe những câu chuyện mới thấy những đam mê và nhiệt huyết của các anh là vô tận. Chỉ cần được cùng nhau trải nghiệm ở những vùng đất mới, cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ được giao, đó là những niềm vui tuyệt vời sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh Hải ơi, thật sự là hôm nay em cảm thấy rất là vui khi mà được anh Hải cho em chiêm ngưỡng một dàn xe mô tô hoành tráng như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì em muốn nhờ anh Hải là anh Hải có thể giới thiệu cho em một vài anh chị đặc biệt ấn tượng ở trong cái nhóm của mình không ạ? Hải cũng giới thiệu với Bella là hôm nay team của Goldwyn phía Nam và đồng đội đã có mặt tại nhà anh Vũ. Và đồng thời là đây là team chúng mình cũng hay off thường xuyên để tạo một cái sân chơi cùng một đam mê. Trong đó có những anh em là đi đến câu lạc bộ là một mình cũng có những bạn nữ tự đi xe cũng có những cặp vợ chồng là họ cùng với đam mê với nhau là đi những chinh phục những cái cung đường trên chữ S của đất nước Việt Nam mình. Thực sự thì nếu mà nói về chơi mô tô em nghĩ là rất là hiếm có một cặp vợ chồng mà chơi chung, nhưng mà nghe anh nói thì em cảm thấy ấn tượng với cái chị này rồi đó. Yeah. Anh có thể nào cho em gặp anh chị liền được rồi, không? Rồi, bây giờ Hải sẽ dẫn Bella đến gặp anh chị là một trong những thành viên của Goldwyn phía Nam và đồng đội. Yeah. Những cái cặp đôi này là thường tham gia với câu lạc bộ để chinh phục những cung đường chữ S của đội. Em chào anh chị. Dạ. Anh tên gì ạ? Mình tên Lâm. Dạ chị. Xin
Dạ, em nghe anh Hải giới thiệu là anh chị đã tham gia chung với hội nhóm và đã chinh phục rất là nhiều cung đường ở chữ S của Việt Nam. Thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ anh chị luôn. Thì không biết là hai anh chị quen nhau là từ trước khi mà cái đam mê này, hay là đam mê này có dính dáng gì tới cái cuộc tình của mình không? Cái đam mê của hai vợ chồng mình là thích xe phân khối lớn và thích chinh phục những cung đường hình chữ S của Việt Nam. Chính vì thế hai vợ chồng đã đến với nhau cũng như là một cái cơ duyên của cuộc tình thôi. Tại vì có xe phân khối lớn nó cũng đã đưa hai vợ chồng mình đến với nhau. Trước vợ chồng mình đã chạy xe phân khối lớn một mình theo cái xe DN01 từ 750 phân khối. Bây giờ mình là chồng mà mình đã phải thay vợ, vì là vợ bây giờ yếu đi dần rồi. Sau khi sinh em bé thì cái chạy xe không thể bền bỉ như anh như em làm tới được. Chính vì thế mình quyết định mua cái xe này để chạy những cung đường mới hơn, đi dọc tuyến đường, những cung đường mà chưa đi, hai vợ chồng chưa đi hết. Thực ra em cảm thấy anh chị là quá hạnh phúc giữa cái cuộc đời này rồi á, thực sự luôn. Chung đam mê mà yêu thương nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Cái tình yêu vẫn nồng cháy giống như ngày đầu. Trời ơi, quả thật rất tuyệt vời đó anh ạ. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cái hội nhóm của mình có rất là nhiều điều đặc biệt. Và tiếp theo thì không biết là anh Hải sẽ giới thiệu em cho một ai đó đặc biệt nữa. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho Bella hai nữ biker trong câu lạc bộ đó. Thiệt hả anh? Chưa tin phải không? Bây giờ sẽ gặp được hai bạn này. Wow. Là hai thiên thần của nhóm, hai hot girl của câu lạc bộ Quân Nguyên phía Nam và đồng đội. Đây là bạn Trinh. Dạ. Đây là bạn Gấu. Dạ, chào Trinh, chào Gấu. Dạ. Mình là Beo. Dạ. Wow, hai cô gái xinh đẹp, cá tính. Dạ, hãy cho mình biết cảm giác là khi mà mọi người vô nhóm, nhóm mình có bao nhiêu người vậy? Nhóm mình hiện tại bây giờ là có 57 thành viên. 57 thành viên, 57 thành viên trừ ra hai nữ. À, trừ ra chị lúc nãy nữa là ba nữ, là còn 54, 54 nam. Đúng rồi, 54. Trời ơi, chắc hẳn là tụi em được cưng chiều lắm hả? Cái đam mê nào mà dẫn hai cô gái có thể ngồi lên một chiếc xe phân khối lớn như vậy ạ? Dạ, thì đến với xe mô tô phân khối lớn là đến với niềm đam mê. Khi mình đi á, thì mình đi chung với mấy anh em, đi chung với đồng đội thì sẽ vui. Thứ nhất là niềm đam mê, thứ hai là gắn kết tất cả mọi người với nhau. Cái đó là mình biết chắc chắn là vui luôn rồi đó. Đúng, tại rồi. Vì mình được bảo vệ rất là đông đúc ha. Mà chơi cái bộ môn này bao lâu rồi? Thì Trinh là chơi khoảng 6 năm. 6 năm, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 36 tuổi. Dạ chị nhờ Trinh. Chơi phân khối lớn đó. Xin lỗi chị Trinh. nhờ chơi mô tô nên làm cho tâm hồn của mình nó trẻ ra. Dạ, chị có gia đình chưa? Có gia đình và có hai bé rồi. Trời ơi, chị là người mà truyền cảm hứng, không thể cái niềm hy vọng của em, cái sự đam mê của em không bị dập tắt. Em cảm ơn chị Trinh. Gấu ơi, cho Beo hỏi là Gấu đang chạy xe bao nhiêu phân khối vậy? Dạ em đang chạy xe này là CB 1000, là 1000 phân khối ạ. Là 1000 hả? Thi bằng có khó không Gấu? Dạ đối với em thì em thấy nó cũng dễ dàng thôi chị. Em thì trẻ hơn chị Trinh đúng không? Dạ đúng rồi, em mới có 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. Vậy mà em đã tiếp cận với cái niềm đam mê của mình từ bao lâu rồi? Nếu mà tiếp cận này thì em đã tiếp cận được 5-6 năm rồi. Dạ em đã chạy 5-6 năm nay rồi. Cho chị hỏi là gia đình ba mẹ có nói gì về điều này không? Dạ lúc đầu thì cũng có cấm cản, tại vì con gái mà đi mấy cái này thì nó hơi nguy hiểm. Nhưng mà sau khi cản hoài thấy không được hả? Dạ đúng rồi. Lì quá, cứng đầu vì cái đam mê này quá. Nên là sau đó là ba mẹ ủng hộ ngược lại. Sẽ ủng hộ cho chơi, ủng hộ cho tiền mua xe. Dạ cho tiền mua bảo hộ nữa. Vậy hả? Rồi ngoài cái chuyện mà mình tham gia hội nhóm thì mình cũng đi làm đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái công việc như ở nhóm thì thường là tụi em tham gia sinh hoạt. Dạ. Em tham gia sinh hoạt theo kiểu là câu lạc bộ này, có những cái chương trình đi từ thiện này kia thì em cũng tham gia đi. Có bỏ sót cái nào? Dạ chắc là bữa nào dính công việc thì bỏ số thôi, còn không là có mặt đầy đủ. Nhưng mà đa số đúng không? Đa số thì đi được không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Em rụng rồi anh ơi. Em thấy mấy cô gái ngầu quá. Một trong những biker mà có thể chạy những tốc độ cao trong đội. Trái tim em bằng cái gì vậy? Tại vì chắc là do đam mê chị. Chị rất là vui khi mà em đã tiếp cận được với niềm đam mê của mình từ rất sớm và được gia đình ủng hộ. Đó là một cái niềm hạnh phúc của mình. Tại vì mình được sống đúng chất của mình. Đó là một cái sự hạnh phúc. Tại vì chị đã trải qua rồi nên chị biết. Chị ơi, nếu như mà mình là người phụ nữ, mình đã có em bé rồi á, thì cái chuyện mà mình tham gia vào hội mình và đi theo chồng như vậy cũng thì hạn chế. Hạn chế không? Hạn chế, lâu lâu chị mới tham gia. Tại vì chị phải có em bé mới có 2 tuổi à. Dạ, nhưng mà như vậy là thực sự là rất là bất phạt. Dạ, em chúc mừng chị Trinh nha. Chúc mừng Gấu nha. Cảm ơn em. Dạ.
Các chuyến đi của câu lạc bộ Goldwin Việt Nam và đồng đội còn là những hoạt động phục vụ hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, các đợt quyên góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương v.v. và rất nhiều những chương trình ý nghĩa khác. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, là một hành trình mang đến một niềm vui cho các thành viên trong câu lạc bộ. Nhìn các anh luyện tập giữa trưa, mùa hè nắng gắt, những giọt mồ hôi lăn trên má, nhưng đâu đó vẫn trên môi mỗi người một nụ cười của niềm đam mê. Hy vọng rằng các thành viên trong câu lạc bộ Goldwin Việt Nam và đồng đội luôn giữ được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của mình để tạo ra những sân chơi bổ ích và an toàn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì ngồi cạnh Hà Chí Quang và Lê Vela, đây là những thành viên đã gắn kết với lại câu lạc bộ mô tô Goldwin phía Nam và đồng đội từ ngay những ngày ban đầu. Và bây giờ để hiểu rõ hơn nguyên nhân và mục đích tại sao thành lập đội nhóm này thì chúng ta hãy cùng hỏi một thành viên của đội, anh Kiệt, người đứng đầu của đội chúng ta. Mấy anh em đứng ra thành lập cái nhóm mô tô này là cái đầu tiên là vì cái đam mê và vì cái sở thích của các anh em. Và cái thứ hai là anh em muốn là gắn kết lại để có những cái chuyến thiện nguyện và những cái công tác xã hội, giống như có thể là có những cái công tác của các quận mình hỗ trợ đi diễu hành đi rồi, hoặc là những cái chuyến thiện nguyện ở tỉnh này tỉnh kia, là vừa làm vừa chơi đó. Đúng rồi, chơi đúng đam mê luôn á. Chủ yếu là anh em tụ họp lại với nhau để thỏa cái đam mê là chính, và sau đó là có những cái công tác xã hội. Trong cái câu lạc bộ Goldwin của mình có đặt ra là tiêu chuẩn những chiếc xe để tham gia vô câu lạc bộ của mình hay không ạ? Cái vấn đề này không quan trọng đâu em. Yeah. Miễn là có đam mê, thậm chí là có người không có xe có thể là vẫn tham gia được, không sao cả. Em không có xe. Không sao, nếu em không có xe thì em có thể ngồi sau. Quan trọng nhất là cái gì? Là cái đam mê đã. Yeah. Trước tiên là cái đam mê. Khi có đam mê rồi á, mình ngắm cái xe thôi mình đã cảm thấy tâm hồn nó bay bổng rồi. Yeah. Cảm thấy sướng rồi. Yeah. Chứ không phải là có cái xe mình ngồi lên mình chạy mình mới sướng. Nhưng quan điểm thì rõ ràng á, bọn anh thành lập cái câu lạc bộ này ấy, là anh em ngoài cái việc mà cùng chung đam mê thì còn có cái ý nghĩa khác là làm một số công tác từ thiện. Yeah. Thực ra bọn anh bỏ ra, hoặc bỏ ra công sức hoặc bỏ ra một chút xíu về vật chất thôi, nhưng mà mỗi mình lần mình đi như vậy mình cảm thấy tâm hồn mình nó thanh thản. Yeah. Mình làm được một cái việc nó nhỏ cho xã hội nhưng mà cảm thấy nó có ý nghĩa. Thì chính là cái điều đó không phải là cái điều quan trọng nhất, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ như này, mỗi một cuộc đi thực sự ra ban lãnh đạo của câu lạc bộ ấy lo lắng nhất là vấn đề an toàn. Yeah. Chạy trên đường làm sao cho nó an toàn. Khi cuộc đi về đến nhà, anh em báo tất cả mọi người là về nhà an toàn, lúc đấy bọn anh mới thở phào. Chính những cái chuyện mà đi làm thiện nguyện công tác ở ngoài xã hội quá nhiều như vậy á, nó chính là một cái động lực mà để gắn kết một cái keo dính chặt đồng đội mình với nhau. Tại vì những cái điều đó nó làm cho cái tinh thần của chúng ta, bởi vì em cũng đã từng tham gia những cái chuyện khác chứ không phải mô tô, nhưng mà về đồng đội á, và mình thấy cái tinh thần của đồng đội là cái đó là nó quyết định rất là nhiều luôn trong những cái chuyến đi. Và mình cảm thấy đi về nhưng mà em vẫn cảm thấy lâng lâng với cái điều đó, tại vì mình được quan tâm, mình được yêu thương, mình được săn sóc nhau, đó là cái điều hạnh phúc. Các anh ở đây là những người đã có tuổi đời và trải nghiệm quá nhiều rồi, thì cái cách mình xử lý và cái kinh nghiệm dày dặn của mình á, chính những cái điều đó mình như lớp trẻ sẽ nhìn theo học và chẳng có cái gì cần phải kỷ cương cả, đúng không? Và trong tương lai thì mình có muốn phát triển thêm không những ở phía Nam không, mà mình sẽ phát triển ra tới phía Bắc và cả nước Việt Nam mình hay không ạ? Thực ra thì cái vấn đề mà đã có thành lập cái hội Goldwin Việt Nam. Dạ. Và vừa tháng 5 vừa rồi thì tháng 10 vừa rồi thì có tổ chức cái sự kiện là Goldwin toàn bộ cả nước. Dạ. Hội tụ ở Phú Yên thì gồm có Goldwin phía Bắc và miền Trung, và phía Nam thì trong đó có câu lạc bộ mình. Dạ. Mà tập trung tại Phú Yên và làm một cái roadshow, là một cái event lớn là của toàn cả nước. Chúng em và diễn viên Lê Vela rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị ơi, để biết thêm nhiều chuyện lạ lắm mà nghe, xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.